làm giúp quân đi chị. Nghe cũng hơi khó đúng không, nhưng hôm nay ưu tiên nha. Mình sẽ làm cái tô như mọi lần, sau đó tô viền cho cái tô. Sau đó sẽ làm những cái càng cua, rồi trộn màu cho cái thịt cua ở dưới. Bình thường cua trong cái bát súp thì họ đều bóc sẵn vỏ rồi, mình thì mình cũng làm theo thôi. Xong xuôi thì mình trộn nước súp nha. Mình sẽ trộn các topping với nhau, sẽ có thịt gà, ngô, trứng và thịt cua, một ít hành và ít cà rốt. Sau thì mình pha ricin để cho mấy cái nhân vào, rồi trộn đều lên rồi cho vào trong bát. Gắn hai cái càng cua vào, thêm mấy quả trứng cút. Xong thì cho ít hạt ngô và ít hành lên cho bắt mắt hơn, rồi gắn lên cái khay là xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xôi đi chị. Ủa sao lại thử? Làm thật luôn chứ em. Đầu tiên sẽ tạo hình cái lá ở trên cái khay, sau đó làm nên cái nắm xôi. Các bạn dùng giấy bạc ấn lên trên, nó sẽ tạo ra các vết sần nhìn giống như là các hạt xôi. Mình cứ làm lần lượt các màu khác nhau, sau đó bày lên trên cái khay. Chơi trội nha, làm tận 7 màu. Mấy màu này đều tham khảo ở trên mạng thôi, mình cũng không biết là pha cái màu tự nhiên nó như thế nào. Mình thì mình dùng màu của đất thôi. Sau đó thì mình sẽ trang trí thêm dừa nạo, hành phi và một ít hành lá nữa. Siêu đơn giản đúng không mọi người? Vì làm siêu nhanh nên là mình có làm thêm mấy phiên bản mini nữa. Mỗi đĩa sẽ là một màu luôn. Mình làm các màu khác nhau như thế này thì cái kho hàng nó sẽ đa dạng hơn, mọi người sẽ dễ lựa chọn và mua hơn. Và sau cái khoảng thời gian mình nghỉ shop cũng như là không có livestream lên trên được, thì chắc là tầm chục ngày tới thì mình sẽ mở shop lại. Còn lịch live thì mình cũng chưa sắp xếp được như thế nào, mình sẽ thông báo với mọi người sau. Các bạn thích hay là muốn mình làm món nào thì các bạn bình luận xuống dưới nha. Thế là hoàn thành rồi và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chị làm cái nhóm cơm cuộn đi ạ. Nay mình làm cơm cuộn rong biển nha. Các bạn dùng đất trắng trong, sau đó bọc lớp trắng đục bên ngoài rồi vo nhỏ. Mình sẽ làm lấy topping. Đây là cá hồi, xếp lớp vào thôi sau đó cuộn lại, rồi xếp thêm các màu khác nhau tượng trưng cho trứng và rau. Sau khi xếp như thế này thì mình sẽ xếp mấy cái cuộn lúc nãy mà mình vừa làm xung quanh cái nhân. Mình cứ xếp từ từ cho đến hết. Xếp xong mình sẽ vo cho nó tròn lại, rồi bọc một lớp màu đen bên ngoài. Nó sẽ là cái lớp rong biển bên ngoài cái cuộn cơm. Cuộn xong thì mình sẽ cắt phần đất thừa đi, sẽ có thành phẩm như thế này. Sau khi hoàn thành thì mình sẽ vo nhỏ cái cục đấy ra, rồi các bạn cắt thành các khúc nhỏ hơn. Và thế là hoàn thành được cơm cuộn rong biển rồi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Có thằng cuội già ôm một mối mơ, lặng yên ta nói cuội nghe. Ở cũng chẳng mãi làm chi, gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nữa ta. Có con dế mèn suốt trong đêm khuya, hát sẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Đền công cho dế nị nó. Làm quả dâu tây đi chị. Ok em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm quả dâu tây siêu đơn giản. Đầu tiên sẽ vo viên đất màu đỏ thành hình chóp, rồi mình sẽ làm nên cái cuống lá của nó. Lăn viên đất thành hình dài, sau đó đặt với nhau thành dấu cộng, rồi mình sẽ ấn quả dâu tây vừa làm xong lên, gắn thêm cuống và thế là xong thôi. Làm thêm nhiều nhiều một xíu rồi mình sẽ mang đi nung và đây là thành quả này.
cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn món nào nữa thì các bạn cứ bình luận ở dưới nha. Tạm biệt mọi người.